Chintachi đang là một bộ trang sức mà khách hàng nhà Kỳ Lân Luxury mới đặt nha mọi người. Đầu tiên là chiếc nhẫn. Và đây là mẫu vòng nha. Trời ơi, nhìn em nó bé nhỏ vậy thôi nha mọi người, nhưng mà vàng thì cực kỳ chắc chắn, em không bàn tới rồi. Đến nay mọi người có thắc mắc là mẫu vòng của Cartier này sẽ mở theo cách như thế nào không? Nó không có mở đơn giản đâu. Nó cần một thứ để hỗ trợ nha mọi người. Đó là một cái tu vít như thế này. Thì mọi người xem giùm em cái tu vít này có bằng vàng hay là không phải bằng vàng nha. Cho em câu trả lời ở bình luận phía dưới mọi người ha. Thì đây em sẽ chỉ mọi người cách mở vòng như thế này. Nó sẽ có hai đầu. Có hai đầu. Đây có phần ốc đưa ra nè, mọi người nhìn thấy được không ạ? Thì đây mình sẽ dùng cái cây này để mở nha mọi người nha. Đây, mới nhầm rồi, bên này mới đúng. Đây, mình mở xoay ngược lại. Xoay ngược lại chiều kim đồng hồ giúp em nha cả nhà nha. Thì khi mọi người mở ra hết hai đầu dùm chi nha mọi người ha. Đầu bên đây và cả đầu bên đây luôn. Thì chiếc vòng của chúng ta sẽ có như thế này. Đây, rất là hay luôn mọi người ha. Sẽ là hai mảnh như thế này ghép lại với nhau. Thì em nghĩ nếu là các chị mà mua những mẫu vòng này về, hoặc là các anh mua tặng cho người yêu, tặng cho vợ của mình á, thường đeo thì sẽ nhờ các anh đeo cho, chứ chắc chắn là tự bản thân mình không đeo được rồi cả nhà ơi. Tự bản thân mình rất là khó đeo những mẫu như thế này nha. Nhưng mà khi đeo vào tay được rồi thì cực kỳ xinh, cực kỳ đẹp luôn. Lên tay các chị nào mà trắng thon dài, trời ơi, vừa sang trọng vừa đẳng cấp vừa thượng lưu nha mọi người ha. Đây là cách tháo tất cả những mẫu vòng nào bên nhà đều sẽ có một cái điểm nhấn đặc biệt đó, nên đó khi mà các chị thích những cái mẫu hàng hiệu như thế nào, các chị cứ comment cho em sẽ chỉ cho mọi người cách tháo một cái vòng cho mình không có bị khó khăn nè, cũng như là biết cách tháo như thế nào để cho mình dễ đeo hơn cả nhà nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của Chi.